Xin kính chào quý khách hàng của Việt Thương Music thân mến, và đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên. Roland vừa mới ra mắt sản phẩm Roland EX10. Đây là sản phẩm cho người mới bắt đầu làm quen với keyboard và piano. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá những chức năng phục vụ cho việc học tập như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vô thiết kế của Roland EX10 với tông màu đen và đỏ. Phong cách rất trẻ trung, rất phù hợp với lứa tuổi của các bạn học sinh sinh viên. Và trọng lượng của đàn là 3,9 kg sẽ giúp các bạn mang đi bất kỳ nơi đâu. Thiết kế bàn phím như phím piano với cảm ứng mạnh nhẹ và có 3 chế độ để chúng ta lựa chọn sẽ giúp chúng ta biểu diễn những bản nhạc với sắc thái được hiệu quả nhiều nhất. Trang bị 610 tiếng đàn và bộ gõ, Roland EX10 sẽ là một thư viện để chúng ta tìm hiểu và trải nghiệm tất cả các nhạc cụ trên toàn thế giới và giúp bản nhạc của chúng ta nhiều màu sắc hơn. Song song với những tiếng đàn là những chức năng hỗ trợ, chức năng duo giúp chúng ta cộng tiếng, có thể chơi 2 tiếng cùng lúc, hoặc là chức năng sleep để chúng ta chia đôi bàn phím với 2 tiếng khác nhau, chức năng tempo để chúng ta tăng giảm tông theo ý muốn. Trang bị 207 điệu với nhiều thể loại khác nhau trên toàn thế giới, và cùng với bộ điều khiển điệu thật dễ dàng với các chức năng Start Top, Intro, Ending, Fill A, Fill B, Sinta, Fade In, Fade Out, v.v. Cùng với điều chúng ta có Quick Memory, chúng ta có thể lưu những tiếng yêu thích của mình trong lúc biểu diễn. OTS One Touch Setting, cây đàn giúp chúng ta cài đặt những tiếng phù hợp nhất với điệu. Chỉ cần với một nút nhấn piano, keyboard của chúng ta trở thành một cái piano thật là nhanh chóng. Song song đó với bộ máy gõ nhịp metronome, chúng ta có thể điều chỉnh được nhiều nhịp khác nhau để luyện tập piano. Roland EX10 tích hợp 140 bài nhạc với chức năng lesson giúp chúng ta tự học những bản nhạc này một cách nhanh chóng. Với phương pháp học từng đoạn, chúng ta sẽ hoàn thành một bài thật là dễ dàng. Mixer là chức năng để chúng ta điều khiển cân bằng giữa điệu và tiếng cùng với hiệu ứng, cho ra một sản phẩm, một bản nhạc của chúng ta hay nhất. Cuối cùng là một số chức năng cắm với phụ kiện. Cổng USB computer giúp chúng ta kết nối với laptop, MacBook, iPhone, iPad, tablet để chúng ta kết nối MIDI với các phần mềm làm nhạc. Chúng ta cắm bidan để đạp vang với những tiếng piano. Chức năng headphone output để chúng ta nghe tai nghe hoặc cắm ra dàn âm thanh lớn. Chức năng AUX in để chúng ta cắm những thiết bị phát nhạc như iPhone, smartphone. Chức năng cuối cùng là chức năng micro input giúp chúng ta có thể đàn hát cùng với gia đình và bạn bè. Và khi đi du lịch chúng ta có thể dùng pin.